Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bạn muốn tăng phước để hưởng phước nhưng lại sát sanh trong những lúc có thể được lựa chọn. Làm sao có thể tăng được phước? Chỉ tổn giảm phước huệ và thọ mạng của bạn mà thôi. Sát sanh để cúng tế cho người chết không mang lại lợi ích gì, lại còn tổn giảm phước, kết thêm tội duyên cho người quá cố, làm thêm tội càng sâu nặng. Khải Toàn thường nhắn với các gia chủ khi họ cần vấn đáp về cúng động thổ, cúng thay dương hay là cúng ông bà, hãy nên cúng chay, tâm thành là chính, cúng chay cho thanh tịnh, tâm khởi ý thiện thì cúng ít được nhiều, dù có bài biện bao nhiêu mâm quả, tâm không thành thì cúng nhiều mà được ít. Trừ trường hợp bạn sống trong một mảnh đất xuất quái đại không vong hay có nhiều linh giới chưa được siêu thoát thì bạn không nhất thiết phải thường xuyên cúng kiến. Tâm bạn thiện, bạn có thể nguyện sự an lành đến với chúng sanh, không xính lễ, không nhen khói, vẫn có công đức vô lượng. Tiệc vui sát sanh, tiệc buồn sát sanh, bồi bổ cũng sát sanh, cổ vũ cho người khác sát sanh, thọ mạng của bạn sẽ hao tổn ở đời này và cả đời sau. Bạn tu pháp vô úy, có lòng yêu thương con người, giúp đỡ người và không sát sanh, bạn sẽ có tuổi thọ và sức khỏe là điều không thể bàn. Phước báo ở đâu mà ra? Có phải do Chúa Trời, do Phật Bồ Tát, do quỷ thần hay do ai đó ban cho bạn? Không đâu ạ. Thần Phật, không thần Phật nào ban cho bạn cả, tất cả do bạn tạo tác. Vay tiền trả tiền, vay oán trả oán. Từ sinh thần bát tự có thể nhìn thấy nhiều điều, thọ mạng, tài phú, những nhóm bệnh dễ gặp ở một con người. Trong mệnh lý bát tự, những ai sinh mệnh ngày ngũ hành thuộc âm thường sống thọ hơn ngũ hành thuộc dương. Tính chất âm đại diện cho sự nhẫn nại, dẻo dai, bền bỉ, khi lâm bệnh sau một thời gian dài mới mất đi. Nhưng tính âm không giỏi đối mặt và ngại va chạm như tính dương. Người sinh mệnh ngày ngũ hành thuộc dương thì tính cách luôn mạnh mẽ, là người đứng đầu, khi lâm bệnh sẽ ra đi nhanh chóng. Đây là quy luật trong mệnh lý và cũng là quy luật của vũ trụ về âm dương. Người mạnh thường chết sớm, người dũng cảm thường xông pha càng dễ chết sớm. Nghề kiếm nhiều tiền thì dễ mất tiền. Bạn đá cho banh mạnh vào tường thì sức bật ra cũng rất mạnh. Vì thế khi bạn sát sanh là bạn tạo oán giận với chúng sanh, chúng sẽ phản hồi khi có cơ hội. Tiệc mừng một đứa trẻ ra đời, bạn sát sanh bao nhiêu sinh linh để cúng kiến, để ăn mừng, đứa trẻ ấy không thể nào có thêm phước báo từ buổi tiệc này. Tiệc đầy năm, tiệc sinh nhật, tiệc tốt nghiệp, tiệc thăng chức và cả tiệc mừng thọ, bạn sát sanh để chia vui với bạn bè, bạn hoang phí phước huệ của mình mà không hề hay biết. Trong đời thường có thể bạn ít ăn chay, nhưng trong các buổi lễ chia vui hay cúng kiến bạn có thể lựa chọn. Chỉ vì muốn thần Phật ban phước cho mình mà bạn lại sát sanh thì thật tình không hợp tình hợp lý. Cúng tế cho người chết không mang lại lợi ích gì, còn tổn giảm phước của họ, kết thêm nghiệp tội cho người quá cố, làm tội thêm sâu nặng. Ví dụ người Việt thường cúng 49 ngày hay cúng đám giỗ, nhất là đám giỗ tiệc tùng linh đình, sát sinh bao sinh mệnh. Người đời thường nghĩ rằng cúng tế khiến quỷ thần giảm tội cho họ, thật tình không có đạo lý này. Trong xã hội của con người, có thể vài người có lòng tham về tài phú, tham quan sẽ ăn hối lộ để giảm tội cho ai đó, dù biết việc này là trái đạo đức, trái pháp luật. Đã là thần, nhờ bao nhiêu đời tu tập có được đức hạnh, đời nào ăn hối lộ vài món đồ cúng của bạn để xá tội, đây là tâm lý mê tín. Tạo tác nghiệp ác là nhân, chịu tội là quả. Giả dụ ở đời thường, một người đã phạm tội, sớm muộn gì cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật nơi đó. Ở cõi ngạ quỷ, cách cúng kiến như này chỉ kết thêm tội duyên. Người hiểu đạo lý sẽ khai ngộ, nếu có cúng kiến họ không sát sanh, vì sát sanh chỉ thêm sâu nặng nghiệp tội. Đầy năm, cưới hỏi, tiệc mừng thọ, đám giỗ, bạn có thể cúng chay. Nếu bạn hiểu rõ hai từ cúng kiến hay là cúng dường,
chắc chắn bạn sẽ đơn giản hóa việc cúng kiến này. Khi bạn sát sanh, bạn sẽ tạo tác thêm phiền não cho chúng sanh. Ở đời, dù bạn vô tình hay cố ý tổn hại đến người khác, họ sẽ ôm lòng oán giận. Với những sinh linh, khi bạn vô tình hay cố ý giết hại chúng, giết hại những sinh vật này, dù bé dù lớn sẽ kết thêm tội duyên với chúng, tạo tác phiền não với chúng sinh. Nỗi oán giận đó, chờ ngày quay đầu đáp trả, sẽ tổn giảm phước báo của chính bạn. Đã là chúng sanh, dù bé tí vẫn có linh hồn, vẫn có linh tánh. Người khai ngộ, người có lòng Bồ Tát sẽ không kết oán với chúng, dù chúng bé nhỏ như con kiến hay con muỗi. Giả dụ khi chúng ta bị muỗi đốt, trong những lúc ấy bạn cảm thấy căm ghét chúng, đôi khi chát một cái nó bẹp dí trong lòng bàn tay của bạn, cảm giác của bạn thật hả giận. Chúng lấy một tí siro của bạn, bạn đã căm giận chúng như vậy. Thử hình dung xem, cả một đời con người giết biết bao nhiêu sinh linh, cả trăm cả ngàn sinh linh sẽ oán giận họ là điều không thể cãi bàn. Vì vậy không nên sát sanh, càng không nên sát sanh vì cúng kiến để bồi đắp phước đức cho mai sau. Chữ cúng dường là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Vì sao phải cúng? Có cần cúng cho thần linh hay ông bà phù hộ độ trì hay không? Tùy vào văn hóa tín ngưỡng mỗi nơi, có người cúng có người không, tùy vào tính chất sự việc. Đa phần người Việt thờ ông bà, mỗi khi đến ngày giỗ đều cúng kiến. Có khi mỗi năm một ông một bà mà ăn tận 5-10 lần, vì con cháu mỗi người mỗi nơi, nhà ai nấy cúng. Trên danh nghĩa là cúng cho ông bà, thực chất nấu toàn món mình thích không thôi. Dù có cúng cho ông bà đi nữa, nhưng việc sát sanh để cúng kiến sẽ tổn giảm phước của ông bà. Thật ra ông bà của mình về cõi lành siêu thoát từ đời nào. Ngày giỗ này là dịp để mọi người gặp gỡ nhau là chính. Những tấm ảnh thờ là sự, nhờ cái sự ấy cha mẹ mới có lý do kêu gọi con cháu về họp mặt nhân dịp này. Nếu bạn cúng cho thổ thần thổ địa, cúng cho những người khuất mặt khuất mày mà nơi bạn sinh sống, vẫn không nhất thiết phải sát sanh. Hải Toàn thường nhắn các gia chủ, đồ cúng chỉ là hình thức, tâm của bạn thiện, bạn có lòng, có gì cúng ấy, cho dù chút xíu lê vật vẫn được ghi nhận tấm lòng. Thật ra phong thủy mảnh đất của bạn nếu không quá xấu, hoặc nơi này không có linh giới tồn tại, bạn không cần cúng kiến gì cả, chỉ cần ngày ngày nguyện trong an lành. Việc cúng kiến sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn tham sân si nghi với những người bên cạnh, với những người thân của mình. Là thần Phật, linh giới hay ông bà, ngày ngày thấy bạn sống bất thiện, tham sân si với những người bên cạnh, sát sanh vô độ, thì vài sính lễ của bạn hoàn toàn không giảm được nghiệp tội. Vì vậy cách đối đãi của bạn với chúng sinh là chính, không phải việc cúng kiến. Giả dụ trong mảnh đất của bạn sống có sự tồn tại của linh giới, bạn cảm nhận được sự quấy nhiễu, bạn có thể dùng ít sính lễ khấn vái trong tâm của mình rằng bạn sợ họ, mong họ nhận ít sính lễ này, đừng quấy nhiễu bạn nữa, xin họ buông bỏ nỗi oán giận cũ và sớm siêu thoát. Phật là giác, phàm phu thì mê, đã mê thì không tỉnh, đã tỉnh thì không mê. Nếu cúng kiến mà có tìm hiểu ý nghĩa và làm từ tâm thành là cúng kiến trong tỉnh thức, cúng ít được nhiều. Mời các bạn đón xem video vào mỗi trưa thứ sáu trên kênh Khải Toàn Phong Thủy hoặc Khải Toàn Thiền Định. Và đừng quên cầu nguyện và hành thiền mỗi khi có thể. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.